Mới đây, Bầu Thắng đã tiết lộ một kế hoạch khủng cùng với Bầu Đức để đưa bóng đá Việt Nam ra châu Lục. Tôi với anh Đức, tức là Bầu Đức, anh Hải cùng với một số các doanh nhân đang ấp ủ một cái nguyện vọng rất lớn cho bóng đá Việt Nam. Bầu Thắng đã mở đầu. Bầu Thắng đã chia sẻ câu chuyện gặp mặt Bầu Đức cùng các doanh nhân Việt Nam trong ngày mà diễn ra trận chung kết AFF Cup 2018. Một kế hoạch lớn sắp diễn ra để phát triển bóng đá nước nhà tôi rất tự hào và vui sướng khi hai lần chứng kiến bóng đá việt nam lên ngôi vô địch aff cup nhưng mà nếu mà mọi người cùng chung tay thì mọi chuyện không còn là lịch sử bóng đá việt nam sẽ bước lên một tầm cao mới chúng ta sẽ không còn là chuyện vô địch aff cup đó là chuyện ở sân chơi châu á và xa hơn nữa chúng ta cần có một sự nhìn nhận để làm được cái điều này tôi với cả anh đức anh trần thanh hải chủ tịch của công ty nutifood cùng với một số doanh nhân đang ấp ủ cái nguyện vọng rất lớn cho bóng đá Việt Nam. Câu chuyện này sẽ là thực tế và chúng tôi muốn làm cái điều gì đó cho khoảng 10 đến 15 năm tới. Đây là cái chương trình làm cho tương lai vì bóng đá Việt Nam và tôi tin rằng người hâm mộ sẽ ủng hộ cho chúng tôi chung tay phát triển bóng đá. Vấn đề là bây giờ không còn là chuyện cầu thủ cao to nữa mà cách làm thế nào để mà phát huy được các phẩm chất tốt nhất để phát triển cầu thủ chơi bóng với cái tư duy và ý thức Sắp tới thì chúng tôi sẽ công bố điều này và hy vọng mọi người chung tay ủng hộ bầu thắng đã chia sẻ. Ngoài ra thì bầu thắng cũng đánh giá sự đóng góp của bầu Đức cho bóng đá Việt Nam là rất lớn. Anh Đức đã làm tất cả vì cái chung và sự phát triển của bóng đá nước nhà. Nhắc lại tối ngày 15 tháng 12 thì bầu thắng cùng với bầu Đức và một số doanh nhân Việt Nam đã có mặt ở tại Đà Nẵng để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đá trận chung kết với Malaysia. Họ đã cùng nhau sung sướng khi mà chứng kiến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lên ngôi vô địch. Bầu thắng người hùng thầm lặng của bóng đá Việt Nam đã có công rất lớn trong cái chức vô địch AFF Cup 2008 khi mà chính ông chính là người đã mời huấn luyện viên Calisto sang Việt Nam và sau đó trả tiền lương cho ông thầy Bồ Đào Nha này. Và nhiều cầu thủ của Bầu thắng như là Tài Em hay là Minh Phương cũng đã góp phần đưa tuyển Việt Nam lần đầu tiên lên đỉnh của bóng đá khu vực. Và 10 năm sau thì Bầu Đức lại là người trở thành người hùng thầm lặng thầm lặng của bóng đá Việt Nam và giúp đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Bầu Đức mời huấn luyện viên Park Hang-seo sang Việt Nam và trả tiền lương. Bầu Đức đi tiên phong trong cái công tác mà đào tạo trẻ với học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal JMG. Những Công Phượng hay Văn Toàn rồi Xuân Trường hay là Hồng Duy vân vân, chính là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam ngày mà đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 thì bầu thắng và bầu Đức đã khoác vai nhau ăn mừng đầy xúc động thậm chí là bầu thắng còn cồng kênh bầu Đức lên để ăn mừng nữa nhưng mà như một lời tán thưởng cho người bạn mà đã có cái đóng góp rất là nhiều trong thành công của bóng đá nước nhà trong năm 2018 với cái đỉnh cao là chức vô địch AFF Cup lần thứ hai và sau hai lần vô địch AFF Cup thì bầu thắng và bầu Đức cùng với ông Hải đang có một kế hoạch nâng tầm bóng đá nước nhà nhằm hướng đến một cái tương lai xa hơn. Đây là một điều hết sức đáng trân trọng để thấy rằng là bầu Đức bầu thắng luôn nghĩ và đóng góp thầm lặng cho bóng đá nước nhà. Và nói về bầu Đức thì người ta không thể quên được những cái hình ảnh rất là giản dị đã xuất hiện trên mạng xã hội ngay sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết gặp Malaysia hôm 15 tháng 12 vừa rồi sự giản dị của người nổi tiếng thì luôn mang đến cái ấn tượng mạnh cho người hâm mộ nhất là trong cái thời đại xã hội ở cái mạng xã hội thì chỉ cần có một cái tấm hình xuất hiện ở trên mạng là có thể là lan tỏa đi khắp nơi và tối ngày 15 tháng 12 một đêm đã trở thành lịch sử của bóng đá Việt Nam khi mà lần thứ hai lên ngôi vô địch AFF Cup ấy, thì trong hàng triệu khoảnh khắc ăn mừng lan tỏa trên mạng xã hội thì tấm hình bầu Đức ăn mừng sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng Uh, cũng đã trở thành một cái tâm điểm chú ý cho những ai mà không đi bão chỉ ở nhà lướt Facebook để mừng, mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, uh, Bầu Đức đã trở thành nhân vật được quan tâm, chính là một điều rất là xứng đáng. Và Bầu Đức mời huấn luyện viên Park Hang Seo rồi tự trả tiền cho ông thầy người Hàn Quốc này trong vòng 2 năm. Bầu Đức đã tiên phong trong công tác đào tạo trẻ và làm tiền đề để mà bóng đá Việt Nam thành công như bây giờ. Nhưng một điều đáng chú ý là Bầu Đức không ra sân Mỹ Đình để xem bóng đá. Bầu Đức chọn một cái quán ở Đà Nẵng để mà xem và Bầu Đức đã khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên với cái hình ảnh mang dép lê và cái nụ cười hạnh phúc ở trên khuôn mặt. Hình ảnh ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đi dép lê thực sự là khiến nhiều người bất ngờ hôm đó khi mà Bầu Đức xem bóng đá cùng với rất nhiều các doanh nhân giàu có khác như là Bầu Thắng hay là ông chủ của Nutifood một người đang trả gần 7 800 triệu đồng cho huấn luyện viên Park Hang-seo và tốn hàng nghìn tỷ để làm bóng đá trong vòng hai thập kỷ qua, từng có máy bay riêng và có hàng chục nghìn công nhân làm việc, nhưng mà mang một đôi dép lê giữa một rừng doanh nhân tiếng tăm thực sự là tạo nên một cái ấn tượng rất mạnh cho nhiều người. Đây không phải là cái lần đầu mà Bầu Đức đi dép lê và vô tình xuất hiện trên báo chí. Hồi giữa năm nay thì Bầu Đức cũng đi dép lê trong lúc mà làm việc với các công nhân và có một chi tiết có lẽ là nhiều người không để ý là Bầu Đức xuất hiện trong cái ngày mà đón huấn luyện viên Park Hang Seo ở Quảng Nam, ông cũng chỉ là đóng thùng và thắt cà vạt cho trân trọng thôi, nhưng không hề mà khoác lên vai cái bộ áo vest một cách lịch sự như là những quan chức bóng đá khác. Bầu Đức cũng gần như là khác nhất trong cái ngày mà đón huấn luyện viên Park bởi vì hầu hết ai cũng diện vest cả, riêng ông thì nổi bật với cái bộ sơ mi đóng thùng thôi tôi nghĩ rằng là cái hình ảnh hiếm khi mặc áo vest hay là đi dép lê đã phản ánh rằng là bầu Đức thuộc tuyết người giản dị và không thích cái sự bóng bẩy theo kiểu hào nhoáng bên ngoài à, nó cũng lý giải vì sao là bầu Đức rất ít đến sân để xem bóng đá của tuyển Việt Nam thi đấu và thường chọn cái cách là ngồi ở trước TV và trong những cái lần hiếm hoi có mặt trên khán đài thì bầu Đức cũng không có cái thói quen diện vest lịch lãm như là các quan chức bóng đá Việt Nam từ đôi dép lê của bầu đức trong đêm 15 tháng 12 thì tôi trộm nghĩ rằng là nếu mà có một cuộc vinh danh dành cho những người đóng góp thầm lặng của ông chủ câu lạc bộ hoàng anh gia lai thì chưa chắc bầu đức cũng đến dự và bóng đá có thắng bại và có vinh quang và cay đắng một điều quan trọng là khi lên đỉnh vinh quang thì phải biết mình là ai và làm cách nào để tiếp tục phát triển hay đúng hơn là lên đỉnh vinh quang đã khó mà giữ mình ở trên đỉnh vinh quang đấy lại càng khó hơn Bóng đá Việt Nam từng vô địch AFF Cup 2008, nhưng mà sau đó đã bị trượt dài và phải mất đến 10 năm để trở lại cái đỉnh cao của khu vực và chịu rất nhiều thăng trầm. Mọi thứ chỉ khởi sắc khi có những người dám nghĩ, dám làm và tận tâm cống hiến như là Bầu Đức. Vậy nên là tuyển Việt Nam khi mà lên đỉnh AFF Cup 2018 rồi mà quên mất hình ảnh chính mình trong quá khứ thì có thể là phải thêm một lần nữa phải xây dựng lại từ đầu. Sau vinh quang chúng ta cần phải xác định lại đúng sức mạnh điểm mạnh, điểm yếu để mà tiếp tục phát triển. Đúng hơn thì hình ảnh bầu đức từ thủa cơ hàn mang dép lê đến khi thành công với hàng nghìn tỷ đồng, ông vẫn mang dép lê. Đó là cái hình ảnh phản ánh về tính cách của ông chủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Dù giàu có vẫn không bao giờ quên mình là ai trong quá khứ. Bóng đá Việt Nam bây giờ khoác lên một chiếc áo vinh quang. Cũng cần biết là mình từng như thế để đến ngày gặt hái quả ngọt và tránh đạp lại những cái vết xe đổ ở lần đầu vô địch AFF CUP và đến chiều ngày 21 tháng 12 thì tại văn phòng chính phủ thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có một cái cuộc gặp mặt biểu dương khen thưởng đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc à, bóng đá nam quốc gia à, Việt Nam để mà vinh danh cái ngày mà giành cái ngôi vô địch ở Đông Nam Á 2018. Ngay trước khi bước vào khán phòng thì Thủ tướng đã có một vòng bắt tay các lãnh đạo và ban huấn luyện cùng với các cầu thủ trong đội tuyển tuy nhiên khi mà thủ tướng bắt tay gần hết cái vòng thì bất ngờ lại hỏi tên bầu đức tức là ông đoàn nguyên đức tại sao lại không có mặt hôm nay có đông đủ mọi người có cả bầu hiển mà tại sao lại không thấy bầu đức thủ tướng đã nói và sau khi biểu dương đội tuyển việt nam thủ tướng nói về vai trò của những người như là bầu hiển bầu đức thủ tướng khẳng định rằng là bầu đức bầu hiển đều là những người có tâm huyết và đóng góp rất nhiều cho bóng đá việt nam và thủ tướng đánh giá cao các cái câu lạc bộ đã đào tạo được những lứa cầu thủ chất lượng và chuyên môn cao. Đóng góp rất là nhiều các cái cầu thủ tài năng cho đội tuyển, trong đó có công lớn của Bầu Đức và Bầu Hiển. Ngoài ra thì thủ tướng cũng cho biết là không có điều gì mà thủ tướng không biết ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF để xây dựng phải có tính chuyên nghiệp. Đề nghị là VFF phải có chính sách tốt cho huấn luyện viên cũng như là các cầu thủ để mà bóng đá Việt Nam phát triển bền vững và đề nghị lãnh đạo VFF phải liêm chính trong các công việc. Nếu mà để xảy ra sai phạm thì sẽ phải được xử lý, xử lý nghiêm. Và đặc biệt là người lớn không được ảnh hưởng đến lớp trẻ. Ai làm điều gì ảnh hưởng đến danh dự hay uy tín của bóng đá Việt Nam thì sẽ bị xử lý. Thủ tướng đã nhấn mạnh. Còn nói về bầu đức thì ông đã có những cái chia sẻ rất là thật lòng với cái giới báo giới. Ông nói là không thể tả được cái niềm vui với những cái khoảnh khắc mà cầu thủ Việt Nam nâng cao cúp vô địch. Nhưng mà niềm vui của tôi không khác so với cả hàng triệu người hâm mộ trên đất nước này. Niềm vui chiến thắng thì ai cũng như như ai cả thôi. Nếu mà đã và đang dành chọn cái tình yêu bóng đá cho bóng đá Việt Nam. Nhưng mà trong thắng lợi chung thì nhiều người vẫn không quên cái cái việc mà gọi tên Bầu Đức như là một nhân vật dám nghĩ dám làm và khi đưa chiến lược gia từng có mặt tại sân chơi World Cup về làm việc tại Việt Nam. Tuy nhiên thì ông chủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lại khẳng định là nhiều người nói không có bầu đức thì huấn luyện viên Park Hang Seo không đến và đưa bóng đá Việt Nam nổi đình nổi đám như ngày hôm nay. À, tôi không nghĩ như vậy, ai muốn nói gì thì nói hay là nhận định thế nào là quyền của họ. Còn tôi xem mình là người đưa đò thầm lặng, làm được gì cho bóng đá nước nhà, tôi không bao giờ từ chối. Chia sẻ một cách thẳng thắn khi mà đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam tối ngày 15 tháng 12 vắng bóng rất nhiều cầu thủ xuất thân từ lò Hoàng Anh Gia Lai thì ông Đức cũng cho biết là chẳng có gì phải chạy lòng cả. Nói thẳng thế này, nếu cầu thủ của tôi xuất hiện nhiều, liệu họ có làm, làm cho Việt Nam chiến thắng để mà đoạt cúp vàng AFF năm nay hay không? Cầu thủ giỏi đến mấy thì cũng phải phụ thuộc vào cách dùng người của huấn luyện viên trưởng. Chiến thắng là của đất nước, chứ có riêng gì của một đội bóng phố núi của tôi tôi chỉ muốn nói rằng là tương lai của một nền bóng đá là tùy thuộc vào thế hệ tài năng trẻ nếu có nhiều nơi chăm chút cho bóng đá trẻ như chúng tôi hà nội hay là nghệ an hay là pvf rồi bình dương thì chúng ta sẽ không bao giờ phải lo âu về cái lực lượng kế thừa cho v league hay là đội tuyển quốc gia mà theo quan điểm của bầu đức thì khiến ông tự hào hơn cả chính là học viện bóng đá hoàng anh gia lai jmg đã trở thành một cái cú hích thật sự với cái công tác đào tạo, đào tạo trẻ của cả nước. À, và tôi chỉ muốn mình là người đưa đò thầm lặng qua cái việc là cống hiến hết sức mình cho bóng đá nước nhà. Hoàng Anh Gia Lai đã có đầy đủ cái bộ sưu tập thành tích ở V League, vậy là quá đủ rồi. À, tôi nghĩ vậy cho nên là quyết định dồn hết sức để hỗ trợ cho đội tuyển quốc gia. Trong quá khứ thì cả bầu Đức và không ít người hâm mộ đã phải ôm đầu tiếc nuối khi mà những lứa cầu thủ được kỳ vọng như là Xuân Trường, Công Phượng Văn Toàn Tuấn Anh đã không thể đoạt huy chương vàng SEA Games. Tuy nhiên thì chẳng có gì quý giá bằng là khi mà vẫn chính cái thế hệ cầu thủ tài năng này cùng với các thành viên của nhiều trung tâm đào tạo trẻ khác đã góp sức mang về chiếc cúp vô địch Đông Nam Á. Sau lưng thế hệ vàng vô địch Đông Nam Á 2018 vẫn còn đó nhiều tài năng đủ sức lấy huy chương vàng SEA Games vào năm tới ở tại Philippines và tôi tin chắc rằng đây là thông qua cái sự uh, lèo lái của huấn luyện viên park hang seo bầu đức chia sẻ với niềm tin tuyệt đối dành cho tương lai của bóng đá việt nam